biết quán này từ rất lâu rồi, hôm nay mình mới có dịp review quán này cho các bạn xem nhá. Quán này là quán nhậu Vịt Tiềm, Vịt Tiềm 69 9 được Bạch Đằng. À, quán Vịt Tiềm 69 đúng không? Đúng rồi. Tên nó là 69 hay địa chỉ là 69? 69 Bạch Đằng. Là địa chỉ 69 luôn, tên quán là 69 luôn. Đây có món gì ngon nhất không? Không, cô giới thiệu cho cái món gì mà đặc trưng của quán này. Rồi, thế cho con qua. Qua hết không? Ta đưa hết không? Đang qua là được hả? Rồi, hẹn rau bánh mì nè. Rồi, thế cho ba đứa một con. Mình sẽ thưởng thức cái món Vịt Tiệp đặc sản của cái quán 69 Bạch Đằng. Đây là quang cảnh phía ngoài của quán lúc 10 giờ trưa. Đây đa phần là khách địa phương đến ăn các bạn nhé. Đây là toàn xe máy của người địa phương này. Nếu mà các bạn cảm thấy nóng thì các bạn ngồi ở phía trong. Còn bình thường là khách hay ngồi ở phía ngoài, ngồi kiểu như là ngồi vỉa hè. Đây, đây quán chúng ta đây. Quán này rất đơn giản đấy. Các món ăn bình dân, đặc biệt là Vịt Tiềm. Ôi nhanh đấy, nhanh thế. À đây, ôi, con vịt to chưa? Mình mới đi quay mà chưa tới 1 phút đã ra con vịt to này. À đấy nữa hả? Con vịt rất chi là to luôn. Chúng tôi là tắt quạt đi. Tắt quạt đi cho nó nóng. Chúng tôi dâu từ xa, dâu qua cửa sổ. Hello my friend. Go! Gimbal, xem, GoPro. Một con này là 280. Đi kèm là một đĩa rau. Rau 10. À rau 10 ngàn một đĩa. À ăn thêm bánh mì là 4 ngàn một ổ. Rồi. Tao lấy một ổ. Lấy một hai ổ thôi chứ. Mà đây, sau khoảng 10 phút là đang sôi này đấy. Các bạn cứ để cho nó sôi nhá, sôi thật kỹ vào, càng kỹ càng ngon. Đấy. Hả? Ăn rồi hả? Thì ăn dần dần đi, ăn dần dần đi. Hả? Con này là đã ninh từ trước rồi. Xong bắt đầu là chín rồi, ra đây là hâm lại thôi cho nó nóng. Đấy, chưa? Ôi, có khói luôn, ngon chưa? Suốt ngày quay đi ăn. Suốt ngày kêu nghèo mà vẫn quay đi ăn. Rồi cái đùi kìa, ôi thằng này, ôi cái đùi nó rụt ra kìa. Ôi rồi. Rồi bỏ lên chén, bỏ chén kia, chén này đi, bỏ chén này. Ôi tuyệt vời các bạn ơi. Một nồi lẩu thơm ngon đến từ, à quên, một nồi vịt tiềm thơm ngon đến từ quán Vịt Tiềm 69 Bạch Đằng các bạn ơi. 280k, ba người ăn no. Ở đây là họ hầm thuốc bắc mà, ăn thử đi. Ngon không? Chưa ăn mà. Bác ăn thử đi. À, thì ngon lắm. Chấm gì đây? Chấm muối à? Chấm nấm à? Chấm tương. Ok, cho cái nào. Cho. À, bay mùi thơm nhá. Nhưng mà video nó không có chức năng là ngửi mùi. Chứ nếu không thì các bạn ngửi mùi thì chuẩn nó là tuyệt vời rồi. Các bạn có thể bỏ thêm rau vào nhá. Bỏ thêm rau vào tùy các bạn nhá. Nếu mà các bạn đói bụng có thể ăn thêm cái bánh mì. Đây. Bánh mì.